À, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài dẫn lập trình mạng của Blockstar Dinsen. Mình là Việt. Ở bài này thì mình sẽ xây dựng một cái ví dụ minh họa nhỏ nhỏ mà không phải theo mô hình client server, tức là để khi chúng ta sử dụng chuyển sang RMI để hình dung được nó như nào. Thì đầu tiên chúng ta xây dựng một cái project, chúng ta đặt tên nó là RMI None, tức là không có RMI. Block, chúng ta tạm class là server ở đây. Thì ví dụ như thế, à, thôi đừng server nữa, chúng ta gọi là mat đi. Ví dụ như này, thì package ở đây là block rmi chấm hủ tiêu chẳng hạn, ví dụ thế. Chúng ta tạo một cái class thứ hai là class calculation later đi. Package là block rmi chấm siêu dinh chẳng hạn, nghe hơi buồn cười nhỉ. Rồi cứ để thế đã. Thì chúng ta tạo ra hai class này. Bên mask này thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ tạo ra một cái phương thức public void add int a int b chẳng hạn, ví dụ thế. Chúng ta sẽ thực hiện cái việc là không return đấy chứ, xin lỗi các bạn, return a cộng b, ví dụ như này. Thì giả sử rằng cái phương thức này rất phức tạp, tất nhiên là chả ai viết cái phương thức mà chỉ mỗi cộng như này cả, thì các bạn có thể tưởng tượng đây là một phương thức cực kỳ phức tạp. Ví dụ chúng ta có thể tính toán những cái phép tính liên quan đến hàng triệu và thực hiện nhiều lần, nó sẽ thực hiện theo mất thời gian là tính theo theo giây chẳng hạn, vài chục giây một 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 lần chẳng hạn, thì ví dụ thế. Thì chúng ta có phương thức này, thì thông thường thì chúng ta bên public void, ví dụ như chúng ta static void main, ví dụ như này. Thì ở đâu đấy chúng ta sẽ tạo ra một cái phương thức là một object là mat. Ví dụ như này. Xin lỗi các bạn, new. Chả hiểu sao mà dạo này nó lại bị chập mạch này. Import block.rmi chấm. Ví dụ vậy. Thì sau khi chúng ta có cái này thì chúng ta sẽ system out mat add 3 4 sys out mat add 5 6 chẳng hạn, ví dụ vậy. Giờ chúng ta thực hiện cái câu lệnh calculator này, thì tất nhiên là nó hiển thị ra kết quả bình thường. Vấn đề đặt ra ở đây là khi mà cái phương thức add này nó sẽ tính theo hàng hàng giây, mấy chục giây chẳng hạn, thì nếu mà thực hiện ở client thì nó rất chậm, và vì thế mà người ta nghĩ rằng làm thế nào để chúng ta chuyển được những cái này lên server, ông server sẽ làm những cái việc đấy. Ví dụ như là select từ 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 database chẳng hạn, thì cái cơ chế ở đây là làm gì? Chúng ta cần phải chuyển những cái thằng mat này lên phía server, và chúng ta phân tách cái thằng calculator này về phía client. Thì khi mà chúng ta chuyển như thế thì làm thế nào để mà cái ông client này biết được ông mask này, tức là ông calculator này có thể sử dụng được ông mask này một cách dễ dàng, thì khi đấy chúng ta cần phải 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 sử dụng cái RMI để sử dụng cái RMI registry để chúng ta vứt một cái thằng mask lên cái registry đấy, và cái thằng calculator này có thể sử dụng được. Thì nôm na như thế. Thì mình dừng lại bài này ở đây đã, chỉ đơn giản là giải thích các bạn một cái ví dụ cho các bạn thấy được rằng là khi chúng ta dùng bình thường thì chúng ta có thể làm như này, nhưng trong trường hợp mà cái này nó phức tạp thì chúng ta cần phải thay đổi cái việc để giảm tải cho client. À, thì hẹn gặp lại các bạn sẽ tiếp theo.